Rồi, máy nổ Nhật Bản Thanh Bình xin chào bà con các bà con. Đó, hôm nay mình lên cho bà con một cái lô máy phải tưới nước nè. Đó, lô máy tưới nước gồm đó là 9 con máy ha. Đó, đặt 9 con 10 con 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 con máy. Đó, bữa nay đó là có Honda 3 ngựa gửi, rồi GM91 nè. Đó, còn cái Su 4 ngựa nè, Honda 4 ngựa nè, 2 con E15 nè. Đó, một con Honda 3 ngựa gửi nè. Đó, đặc biệt hôm nay là có con cái máy dầu nha bà con. Nó động cơ xăng chạy dầu. Đó, hút 90 xả 90 luôn. Và một con máy 8 ngựa hút 90 xả 90 luôn. Và một con máy 6 ngựa 5 ha. Đó, hôm nay mình lên cho bà con một cái lô máy tưới nước nè. Bà con nào cần thiết sử dụng thì mình mua máy về mình sử dụng ha. Đó, đặc biệt đầu tiên á thì mình lên cho bà con một cái con máy Honda đây. Nó con này á là 3.5 BS Honda. Nó GX110, con này là 3 ngựa rưỡi dòng tua 4.000. Đối với cái dòng máy Honda này thì đặc biệt một cái là nó được 3 ngựa rưỡi thì máy nói chung là tầm cỡ vừa ha. Mà nhưng được một cái là nó nhỏ nhưng nó siêu tiết kiệm xăng ha. Nó nhảy chạy siêu tiết kiệm xăng, độ bền cao. Đối với con máy mà 3 ngựa rưỡi Honda mà nó có cái tem nhôm này là bà con chạy cực kỳ bền ha. Nó Honda 110, nó áo yếm liền lạc nè, đồ đạc là nguyên dây nguyên kiện nguyên zin ha. Dòng tua con này là hiện tại đang là 4.000. Nó dòng tua 4.000. Áo mới luôn ha, lóc mới tinh luôn, rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, nó đẹp luôn. Viết rồi là Honda Nhật có thì nó sẽ đóng lóc ở đây nha bà con. Đó, đóng số xe ghi nằm ở trong lóc chỗ này. Đó, bà con nào cũng cần biết tham khảo thì mình cho tham khảo này ha. Đó, đây, bình xăng này còn mới tinh ha. Khung thì rất là đẹp luôn nè. Bơm con này hiện tại lưu lượng lít nó là 560 lít nha bà con. Đó, 560 lít bơm Cosin. Đó, hút 60 xả 60. Đó, đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha, bơm màu lớn luôn nè. Đó, đời của nó là đời chụp áo body nắp ha. Cái con đời chụp body nắp này xài cực kỳ bền. Đó, cò là cò OHV luôn, lóc mới tinh luôn. Đó, ốc ác là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Sàn con nó còn cái chế nó còn quá trời mới nè bà con. Quá đẹp luôn ha. Mới đẹp luôn nè, boe bo lửa zin luôn nè. Đó, con này là đồ đạc nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Ở bên xăng thì nó có hơi chạy lên sơn chỗ này một tí nha bà con. Đó, mình cái nào trong video mình chỉ rất là rõ cho bà con mình ha. Bà con nào có vô mua máy thì mình chỉ rõ ha, bà con coi thật kỹ cho mình ha. Đó, trước khi chốt máy ha, để về bà con đổ thừa cái này đổ thừa cái kia là mình không chịu trách nhiệm ha. Nó phần đó là mình trả hàng lại là mình không chịu trách nhiệm, bởi vì mình quay rất thật là kỹ cho bà con mình coi nè. Áo sống đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin nè. Máy móc là chưa gã gấp chưa bung ha, bơm Cosin nè. Đối với cái bơm này thì mình bao cho bà con là lên nước bình thường ha. Đó, máy thì giật mình, máy mình đã dọn nổ rồi, giật nhẹ là chạy ha, găng tay nhiễm nhừ. Đó, bà con về kiểm tra đúng như lời máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nói thì mình nhận máy ha. Đó, còn máy bãi thì nói với thiệt tình với bà con ha, máy bãi thì bà không có đẹp như máy mới được đâu bà con. Đó, mình đừng có so bì đẹp như máy mới ha. Nói chung là người nào dành mua máy bãi thì chắc chắn vô đó rồi. Đó, đối với con máy này thì nó đang hút là 60 xả 60. Khi bà con mua thì mình đối với mấy cái dòng máy để chơi luôn chứ không phải là đối với cái máy này ha. Đối với mình bán mua máy bán máy này, khi bà con mua máy tưới nước này thì mình sẽ tặng cho bà con một cái đầu găng 60 bằng mũ ở đây. Và một đầu găng 60 bằng mũ ở trên này. Đó, bà con nào sử dụng biến ga 34 á thì mình tặng cho bà con một cái biến 34, 42 và 49 nha. Đó, tặng thêm một biến nữa, tặng cho bà con một chai nhớt, một tiếng mở bugi. Đó, bà con nào có cần thiết sử dụng thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0944 464963. Đó, mình chỉ tặng nhà cho bà con mình luôn ha, đặc biệt là không cọc luôn. Đó, đặc biệt không cọc luôn, kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Đó, nên bà con đừng có sợ lừa đảo lừa đập gì không có đâu con ha. Áo yếm liền lạc đồ đạc rất là ghim luôn, cò là cò OHV luôn ha. Bình xăng là bình xăng ghim luôn nè. Đó, bồ chụp hôi nắp luôn nè ha. Đồ đạc con này là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin. Đó, khi gửi máy thì mình cũng nhắc kỹ với bà con luôn, khi mình gửi máy cho bà con thì mình sẽ rút xăng trong này ra hết và mình đổ nhớt trong máy ra hết ha. Đó, mình có tặng cho bà con chai nhớt đó, bà con về bà con đổ vô là mình nghiêng cái máy qua, mình đổ chừng nào mà cái để cái máy lại bằng mặt vậy ha, là nó nhớt nó bằng cái nắp này thì nó là đủ nhớt nha bà con. Đó, đừng có đổ hết một chai luôn, là máy thì có máy lớn máy nhỏ nên mình không biết cái máy nào là một lít, cái máy nào là 80, cái máy nào là 70, nên đó dặn kỹ cho bà con chỉ cần đổ bằng mặt này là mình xài được rồi ha bà con. Nó là đủ rồi ha. Đó, rồi con này đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo, đặc biệt máy bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình á là không ra khói nha bà con. Đó, bởi vì không ra khói thì không lỏng bạc, nằm bọc bê tông còn êm. Nó nên bà con yên tâm sử dụng thôi.
máy thì nhẹ cái chạy thì bà con mình đã thấy ha, nó kéo nhẹ cái chạy gian ti thì diễn nhừ đó. Giờ mình sẽ lên cái mã số con này cho bà con mình tham khảo ha. Hồi chiều qua mình đã lên tới con N7 rồi đó, bữa nay tiếp tục mình lên cho bà con là con N8 này ha. Đó, con N8 con này bữa nay á, là mình bán cho bà con cái giá là hiện tại mình đang bán cho bà con á, cái con này á, là cái giá của nó là tính cho bà con là giá 2,7 triệu đây đó, 2,7 triệu. Đó, con này là N8 giá 2,7 triệu. Đó, bà con có kỹ giùm cho máy nổ và máy thanh bình ha. Ở trên này thì bình xăng nó có chốc xét đây ha. Đó, còn đó, bà con mình đã tham khảo rồi ha, mình đã dịch test nổ cho bà con mình coi đàng hoàng hết trơn rồi ha. Đó, rồi tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con Mitsubishi GM91 nè. Đó, con Mitsubishi GM91, con này đặc biệt là áo yếm đồ liền lạc, đồ đạc nguyên zin hết ha. Áo zin là chụp trực dịch sắt ha, mà đặc biệt con này không biết nó bên bãi nó bị cháy cái áo nè bà con ha, cháy cái áo nè. Đáng lẽ cái áo này mình gỡ ra thì nó cũng bình thường thôi, nhưng nhìn thấy nó ấy thôi, bây giờ tháo ra thì cũng được ha. Nó cháy cái bên boe nè, mà còn cứng cáp, còn chắc chắn, còn xài cũng ghê ha. Nó cái này thì nó hơi xấu cái này thôi, thì nói chung ra là cái nào mà mình nhìn thấy không được thì mình sẽ giải quyết cho bà con mình với cái mức hợp lý ha. Thì bây giờ ví dụ như mình tháo cái này ra mình bỏ cũng được thôi, để nguyên đai nguyên kiện nguyên zin cho bà con mình đi, mà con về muốn xài tháo muốn để ha. Áo thì mình đẹp cực kỳ luôn nè ha, chụp dịch zin nè. Đó, bình xăng mới thì rất, bình xăng lớn thì rất là đẹp nè. Đó, con Mitsubishi GM91 nè. Đó, lốc mới tinh ha. Hãng Mitsubishi này thì xài cực kỳ bền nha bà con. Đặc biệt rất là nhạy chạy luôn, siêu tiết kiệm xăng luôn ha. Đó, thêm một cái nữa là nó là độ bền rất là cao luôn. Đó, con máy này là bao và con máy móc chưa gã gấp, chưa bung đồ zin 100% ha. Đó. Lốc rất là đẹp luôn. Đó. Ở cái bơm của nó là bơm Cosin. Đó, bơm Cosin. Đó, con nó hút 9 hút 49 xả 49 nha bà con, hút 49 xả 49 nó ra cái đầu 34 luôn nè ha. Đó. Bà con nào sử dụng mấy cái đầu nối nhanh hay là cái đầu này thì mình để lại cho bà con luôn. Bà con điện nhớ dặn mình để lại ha, còn không thôi mình tháo hết à. Đó. Đây, dây xăng là dây xăng zin luôn ha. Đó, có cái phá xăng là phá xăng mới ha. Bình xăng là bình xăng Mikini Modern Ninja Bang. Cò là cò OHV, nắp chụp cò còn rất đẹp luôn nè bà con. Bô lửa là bô lửa zin ha. Bô lửa còn đẹp cực kỳ luôn. Đó, máy móc con này là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin. Đồ đạc còn rất là đẹp luôn ha. Đó. Chỉ khung thì chắc chắn luôn nè. Đặc biệt một cái là chỉ có cái cháy cái áo rùa thỏ này với cái bô này chút xíu rồi ha. Đó, cháy cái này chút xíu rồi. Bình xăng là bình xăng Bikini Modern da băng, bình xăng zin luôn nè. Đồ đạc con này quá vip luôn nha bà con, rất là đẹp luôn. Đó. Cái máy này nó cháy công tắc. Đó, tiểu công tắc luôn nên mình đấu cái công tắc nhắn rồi ở đây cho bà con mình ha, cho bà con mình dễ tắt ha. Đó, này chỉ có mình cần là mình nhắn vô là tắt cái luôn ra cái này xong. Khỏi cần bật lên bật xuống bật chỉ cho bà con thì rất là gọn ha. Lốc rất là đẹp luôn. Ốc ác máy móc con này thì mình bao zin cho bà con ha. Đồ đạc là chưa gã gấp chưa bung, cò OHV nè, rất là đẹp luôn. Đó, máy còn mới tinh ha. Đó, rồi. Đồ đạc là quá vip luôn. Đó, bơm khung đồ cực kỳ đẹp. Còn cái bắt trên nó không đạc á là đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo nè. Quá vip. Máy này lên rất là gồng ha, mà con thấy đó, gan ti thì nhuyễn nhờ giật thì không, đặc biệt là không ca miếng khói ha. Còn cái bình xăng lớn thì tem bọng còn đủ hết trên này bà con, nó tem bọng trên bình xăng còn đủ hết trên luôn đó. Máy còn rất là đẹp luôn. Nó chỉ có xấu một cái là cái áo rùa thỏ này với cái chụp que nó bị cháy thôi. Đó, mà những chụp que cháy vẫn còn xài được bình thường nha bà con, vẫn cứng ngắc, vẫn bích, vẫn ấy bình thường ha. Rồi tiếp theo mình sẽ lên cái lô con này là N9 nè. Đó, con này là N9, hiện tại con này mình đang bán cho bà con cái giá giảm lên cực kỳ mạnh luôn. Con này bán cho bà con chỉ giá chỉ có 2,500,000 thôi. Đó. Không. Đó, con này là N9 giá 2,5 triệu Mitsubishi 91 cháy áo ha. Đó. Rồi. Tiếp theo mình lên cho bà con một con Cosin nè. Đó. Con này là Cosin. Nó lộn. Bốn là bốn Cosin, con này là con Mitsubishi. Đó, Mitsubishi. Con này 4.0 HB. Đó, con này 4.0 thì dòng tua của nó là 4.000. Áo yếm đồ đạc liền lạc nha bà con, rất đẹp luôn. Áo zin chụp giật zin boe lên bu rửa zin. Đó, bình xăng lớn zin luôn. Nói chung là máy con này là zin toàn tập ha. Còn phá xăng luôn nè.
đồ đạc con này rất là đẹp nha bà con, còn bóng vợ luôn nha, Metsu Maxi 4 ngựa dòng tua 4.000 đó. Đó, khung của nó là khung Koshin Tokyo da băng nha, khung Koshin Tokyo da băng luôn nè, đúng là khung của Nhật luôn nha bà con. Đó, áo rất là đẹp, một lốc mới tinh ha, ốc thì 7 số 7 hết, nói chung là máy móc chưa gã gáp, chưa bung đồ zin còn nguyên zin luôn nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn, bom là bom Koshin, đó, 49 xã 49 luôn nè. Đó, áo yếm liền lạc đồ đạc rất là đẹp, bom Koshin luôn, đó, bom còn bóng vợ luôn nha bà con. Ốc thì khỏi bàn nè, con nào con nấy còn vàng hức luôn nha bà con, boe bu lửa là bu lửa zin luôn nè, cò là cò OHV. Đó, mấy cái máy này sao mà mấy cái chiếc cò nó mới tinh nha bà con, bóng vợ luôn, rất là đẹp luôn, chứ không phải giống như hàng Honda. Honda là ưa cái nắp người chụp cò này ưa đi vàng, còn cái máy này, cái dòng máy này thì nó nào nó đẹp cực kỳ luôn, ốc con nào cũng thấy cực kỳ đẹp luôn này, bảo lóc thì mới tinh luôn ha. Đó, bình xăng con thì bình xăng Mikini model da băng luôn. Đó, lóc máy rất là đẹp luôn, Mitsubishi cũng còn cứng cáp, còn y máy lắm nha bà con, nó còn rất là đẹp luôn. Đó, dòng Mitsubishi này thì chạy nói chung là quá viết nha bà con, nói chung là mà hàng Mitsubishi với hàng Honda là mình bán được rất là nhiều luôn, nói chung là mấy cái hàng nó độ bền cao nhạy chạy nhân dân nên nên bà con mình á là đã có xài qua, đã có xài qua rồi nên nó là người ta thấy chất lượng nên người ta xài rất là nhiều, đối dòng Mitsu với cái dòng Honda nó là xài rất là nhiều luôn nha bà con. Đó, Koshin này hang khung rất là đẹp chắc chắn luôn nè, bom thì là bom Koshin ha, đó 49 xả 49 luôn, đó cò OHV mình sang là Mikini model da băng luôn, lắp cũng rất là đẹp luôn ha. Đó, máy ok luôn, hiện đại nguyên kiện Mitsu Maxi 4.0 HP dòng tua 4.000. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ con này cho bà con mình tham khảo nè. Nó máy thì kéo nhẹ chạy ra ti diễn nhờ luôn ha bà con, nó thì nói chung ra là quá vip rồi. Rồi, con này là con N, con này là con N10 nè. Đó, con này N10 bán cho bà con cái giá là 2.500.000. Đó. Mặc dù là 4 ngựa bán 2.500.000 thì nói chung là cái giá nó tầm quá rẻ đó nha bà con. Đó, được bao ship tận nhà và tặng kèm thêm phụ kiện nữa. Đó, N10 giá 2.500.000. Rồi, tiếp theo mình lên cho bà con con Honda 4 ngựa nha. Đó, Honda 4 ngựa, con này là GX120 Honda 4.0 HP. Chụp nhật là nhật ghim, áo ghim, thùng xanh ghim. Đó, boe bô lửa, nói chung là con này là ghim toàn tập, máy móc chưa gã gáp chưa bung ha. Đó, áo cũng rất đẹp luôn nè bà con. Đó, cũng một dạng luôn, cực kỳ viết luôn ha, 4.0 HP. Đó, đặc biệt con này á, là bà con xài khỏi lo yên tâm những cái thùng vụ mà thùng xanh, thùng xanh xét ha. Bởi vì anh này anh Honda mà anh xài thùng xanh ngủ. Đó, thùng xanh ngủ nè bà con. Đó, bóng cao xếp này ha, rất là viết luôn, dòng này nó xài thùng xanh này xài biết chừng nào mà thùng xanh nó hư nha bà con, rất là viết. Đó, chụp boe thì rất là đẹp luôn ha. Đó, mới tinh luôn nha bà con. Đó, đây tem còn luôn nè bà con. Đó, lốc thì thôi bóng trắng tinh vô ha, rất là đẹp, lốc còn có vững tan ha. Đó, số xe ghi của máy Nhật nằm đây. Đó, mình chỉ mấy cái nét mà Nhật của Nhật nó đóng xấu đóng bọng lên cho bà con, cho bà con mình kiểm tra thật là kỹ ha, đúng hàng đúng hàng. Đó, chứ không phải là đối với cái dòng máy mà máy này là máy Nhật, chứ không phải là đối với cái dòng máy mà Thái Lan thì nó sẽ đóng khác hơn này ha. Thái Lan thì đóng còn cái này đóng liền luôn nha bà con, cái này là gạch liền luôn, Nhật là gạch liền luôn, ốc khác thì nguyên đai nguyên kiện nguyên zin. Con này đang xài cái bom là bom Koshin, lưu lượng lên là 600, đó, bom 60 xả 60, đó, bom rất là đẹp luôn nha bà con. Đó, đây Koshin model da băng, đó, cò là cò OHV, nãy mình nói với bà con ha, chụp cò của thằng kia quá đẹp, mà chụp cò của Honda là ảnh vàng này con, ngộ đời vậy đó, cái nào như cái nấy, lốc mới tinh. Đó, bù lửa này còn đẹp luôn nè, bù e thì quá zin này. Đó, con này là bởi xài bình xăng Kenhin model da băng. Đó, con này là bù lửa ha, máy cũng rất là đẹp luôn. Đó, máy móc cũng bùng dẫn luôn nè bà con, cực kỳ biết ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo luôn. Yeah.
Rồi tiếp theo mình lên cho bà con một cái con á, là con này là con này là EI15 nha bà con. Nó EI15 đó, áo sống rất là đẹp luôn ha. Nhưng áo mình sang lớn còn mới tinh luôn nha bà con, rất là vip luôn đó, cực kỳ ok luôn nè ha. Tem mỏng đủ hết trơn đó, tem mạc, tem toàn cầu còn luôn nè bà con. Nó tem toàn cầu thì cái máy dòng máy mà đeo tem toàn cầu này xin được toàn quốc nha bà con. Nó xin được toàn quốc nè. Con này là 3,5 dòng tua 4,000 ha, lóc mới tinh luôn, rất đẹp. Máy này cực kỳ vip nha bà con. Nó lóc nè ha, dưới này đóng EI15 số xe ghi, đổi với máy Nhật tiền cho cái số lóc, số sườn, số ghi đầy đủ hết trơn ha. Nó quá vip luôn, khung mình còn rất là đẹp, cứng cáp luôn nè. Anh này anh đang xài cái bơm là bơm cu xin, nó bơm cu xin lưu lượng lít con này là 830 lít nha bà con. Nó con này là 830 lít đối với dòng máy này ha. Nó cực kỳ vip ha, lóc mới tinh luôn, trắng bóc. Con này hiện tại đang hút 76 ha, hút 76 ga 76 nó 76 ga 76. Đối với bà con nào mua con máy này á, thì đặt con máy này thì mình nói cũng nói trước luôn ha, bà con nào mua con máy này thì về tự mua đầu găng lên ha, mình không có tặng đầu găng cho bà con ha, bởi vì đầu găng mình không có nên mình không có tặng ha. Nào nói trước ha, 76 mình ở đây chỉ xài 90 với 60 nên có bên đại lý nó có bán 90 60 không à. Còn hai cái đầu găng này không có nên mình không có tặng, rồi hồi mình bớt tiền cho bà con mình ha, bà con về tự mua giùm mình ha. Đó, bơm của nó là hút 830 lít nha bà con. Đó, lưu lượng lít là 830 lít nè. Đó, bơm là bơm Cosin luôn, bơm đẹp cực kỳ nha bà con. Nó lốc mới tinh luôn ha. Bình xăng là bình xăng Mikini model da băng. Nó phá xăng gin, cần ga gin, bô lửa Boerin, bô lửa gin. Đó, bàn ga này kia đầy đủ, lốc còn đẹp trắng tinh luôn, khung thì rất là đẹp luôn ha. Đó, con này là E15 3,5 áo sống thì liền lạc, con này mới tầm khoảng 90% đó bà con. Đó, 90% là đối với máy bãi nha bà con, chứ không phải nói đối với máy mới nha bà con. Sao bị với máy mới là chết, máy nổi vô bãi Thanh Bình luôn, không có được đâu nghe bà con. Đó, mình nói là đang nói là máy bãi ha. Đó, cũng còn rất là đẹp, bình xăng còn đẹp nè ha, đồ đạc nguyên tai nguyên kiện nguyên zin. Con này đặc biệt là lưu lượng lít nó cao, 800 mấy ha, hút 60 xả 60 luôn, rất đẹp luôn ha. Đó, quá vip luôn, cần ga thì mới tinh. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test nổ cái con hút 76 này cho bà con mình tham khảo nè. Không, giờ bà con hỏi cái này nhiều lắm nè. Rất là ngọt ha, gan tiên thì nhuyễn nhờ, hút 76 ga 76 nha bà con. Đó, bà con nào sử dụng bơm cuộn bơm đồ á thì mình vô mình mua con này ha. Đó, con này là con N12 nè. Đó, N12. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con với cái giá là 2,8 triệu nè. Hút 76 xả 76. N12 giá 70 giá 2,8 triệu. Đối với dòng máy này thì mình xài cực kỳ bền ha, bà con mình siêu tiết kiệm xăng nữa, đó, còn siêu tiết kiệm xăng, bà con về sử dụng cái tiền rất là vip luôn, đó. Tiếp theo mình lên cho bà con một cái con EI15, con này là Robin, đó, con này thì nói chung ra là hình như là những nó quên xài nha bà con, nó quên xài thiệt luôn, còn quá mới luôn ha, nó dựng thì đen quyền nè, áo thì màu cam rất màu ấy là đẹp luôn. Nó bóng dạng luôn nghe bà con, không thấy một miếng bọn miếng xét gì nào đâu chứ ha, quá vip rồi con này. Nó EI15 3,5 dòng tua 4,000, nó tem mà còn đầy đủ hết trơn nghe bà con, lốc thì mới tinh ha, ốc còn màu vàng luôn nè, quá đẹp luôn, cực kỳ vip ha. Con này hiện tại đang xài cái bơm á, là cái bơm hút ốc là ốc đi nắp hết trơn nghe bà con, nó lục giác đi nắp không nè. Nó nọ cái bơm không nhìn thấy là thấy ham mà đó, quá đẹp. Nó hút 60 xả 60 nghe bà con, hút 60 xả 60 luôn. Ốc của nó là con nào con nấy là đi nắp hết chân luôn nè bà con. Ốc cực kỳ vip luôn ha. Đó, lốc đẹp cực kỳ luôn nè. Anh này anh đang xài cái bình xăng là bình xăng Mikini model da băng. Nó zin luôn nó luôn ha. Cần ga zin nè, boe zin, bô lửa zin nè. Đó, con máy này đẹp hoàn thiện luôn nha bà con. Lốc vẫn mới vẫn đẹp bình thường. Từ cái bình xăng lớn tới cái áo gió này kia đẹp cực kỳ hết trơn ha. Bơm thì còn quá vip luôn. Bơm thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, áo yếm liền lạc, khung thì còn chắc chắn luôn nha bà con. Nó khung Nhật này xài bền dữ lắm bà con ơi. Đó, đối với dòng máy Nhật mà khung Nhật nó thì xài quá bền ha. Đó, quay chi tiết kỹ cho bà con ha. Đó, bơm nè,
lưu lượng lít con này là 600. Đó, 600 lít. Đồ đạt là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin luôn, ốc ác còn vàng thật luôn nghe bà con. Nó nước sơn zin thì nó cũng vàng luôn. Đó, cái này là mình không có qua sơn phết gì lại nghe bà con. Ở trên này có tem bọng mạc đầy đủ hết trơn này ha. Đó, con E15 này quá vip. Con này là Rubin E15. Con mua con này về xài nó rất là bền nghe bà con. Đó, rồi bây giờ đó là mình sẽ test nổ con này cho bà con mình tham khảo nè. Ti thì nhuyễn nhờn lên ra thì nó gông nó bốc cực kỳ luôn nghe bà con. Đó, con này là con N13 nè. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.400.000 nè. Đó, máy này mà 2.400.000 thì nói chung là quá rẻ luôn nghe bà con, cực kỳ rẻ luôn. Đối với con máy này quá đẹp luôn, như máy mới luôn nghe bà con. Đó, con này là chỉ thiếu cái thùng thôi đó. N13 con này là giá 2.400.000. Đó, cái máy này chỉ thiếu cái thùng thôi đó chứ không thiếu cái gì nghe bà con. Đó, tiếp theo mình sẽ lên cho bà con cái hãng xách tay nè. Đó, bà con sử dụng nha. Hỏi xích tay cho nó gọn nó nhẹ thì vô lụm con này ha. Đó, con này là cũng là Honda 3 ngựa rưỡi Honda nè, trợ X 110 nè. 3.5 HP dòng tua 4000 đối với dòng tem này ha. Máy thì nó hơi xuống màu. Đó, đối với dòng tem này xài cực kỳ bền luôn ha. Máy hơi xuống màu. Đó, áo thì này, áo yếm nó còn liền lạc đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Nhưng bình xăng lớn với áo này kia thì nó hơi xuống màu, nhưng lốc thì còn rất là đẹp ha. Đó, cái lốc nè. GX 110 nè. Đó, xuống xe ghi nằm đây luôn ha. Lốc thì trắng tinh mới tinh thì bà con đã thấy nè. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Đối với con này á, thì mình bán lỗ cho bà con mình luôn. Đó, bán lỗ luôn mà máy rất liêm nha bà con. Đó, hồi bà con nghe tiếng máy. Đó, bơm hiện tại anh đang xài cái bơm là Honda ha. Bơm Honda thì lưu lượng lít con này rẻ nhất cũng phải từ 600 lít một phút nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Hàng xách tay. Cò là cò OHV nè. Cò còn đẹp luôn. Bình xăng là Kenhin model Ninja băng. Đó, bu lửa zin luôn nè ha. Đó, quá vip rồi. Đó, con này nói chung là đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin luôn, bo en zin luôn. Đó, đặc biệt con này á, thì nước sơn nó hơi xuống màu thôi nhưng máy móc thì còn nguyên đai nguyên kiện nguyên zin hết. Con này xài cực kỳ bền nha bà con. Đó, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Đó, siêu vip luôn. Hàng này hàng xách tay gọn nhẹ, bà con mình sử dụng xách tới xách lui này rất là gọn này ha. Đó, một mình là xách tới xách lui là ok luôn. Đó, 3 ngựa rưỡi quay thật kỹ, đặc biệt là cái lốc rất là đẹp rồi con, lốc mới tinh ha. Đó, dàn áo này chắc không bỏ bãi lâu quá nè nên nó xuống màu nè. Đó, bơm là bơm Honda luôn ha. Đó, bơm Honda bơm bầu lớn luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Cò là cò OHV luôn ha, bình xăng Kenhin luôn. Đó, con máy này thì nói chung ra là chỉ có xấu là xấu cái dàn áo nó xuống màu thôi. Chứ thật sự ra là ốc chụp giật mà nó còn số 4 nữa nè bà con. Đó, mấy con ba con ốc chụp giật mà nó còn số 4 là bà con biết ốc zin cỡ nào ha. Con máy này mình bao cho bà con đồ zin 100%. Máy móc là chưa gã gáp chưa bung luôn ha. Cực kỳ vip luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ test nổ cái con này cho bà con mình tham khảo luôn ha. Dòng máy Honda mà con 3 ngựa rưỡi này bảo đảm với bà con ha, máy nổ như bãi tinh bình tin tưởng nó 100% luôn đó bà con. Nó cực kỳ vip ha, cực kỳ bền. Đó, con này mình bán là bán lỗ cho bà con luôn. Nếu đáng lẽ con này thì hồi nãy mình có bán con kia khung lớn thì nó là giá là 2.700.000. Đó, con này mình bán cho bà con rẻ lại cực kỳ luôn, bán thu hồi vốn mà lỗ luôn. Để thu hồi được tiền vốn luôn. Nó xuống tại cái tội nó xuống màu áo. Nó con này là con N14 nè. Đó, con này bán cho bà con cái giá là 2.500.000 luôn. Đó. 2.500.000 mà vẫn bao ship, vẫn tặng đồ kèm bình thường, vẫn bảo hành cho bà con bình thường ha. Máy này đối với dòng máy bơm nước này thì mình bảo hành cho bà con á, đối với dòng máy bãi nghi địa Nhật nha bà con thì bảo hành cho bà con mình á là 6 tháng ha. Đó, 6 tháng. Rồi. Tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con máy dầu, động cơ chạy dầu. Đó, con này thì nói chung ra là nó hơi. Đó. Động cơ chạy dầu. Đó, bà con mình á là bọn có hỏi máy này máy thùng nha bà con, nó là máy máy thùng. Động cơ máy dầu. Osaka. Đó, anh này là Osaka đến từ Đài Loan. Đó, máy dầu đến từ Đài Loan chạy không có khỏi bàn nha bà con. Nói chung là máy dầu đến từ Đài Loan thì chạy khỏi bàn à. Quá vip nha. Đó, con này là 173, con này hiện tại đang là 6.5 nha bà con. Đó, 6.5 HP. Áo yếm mà. Nước sơn cực kỳ đẹp luôn.
con Osaka này là được nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy ha, chuyên gia điện máy là nó là hàng chất lượng, nó áo yếm đồ đạc của nó là bà con rất là đẹp luôn ha. Lốc thì lốc nhám nè ha, nó bằng ga nằm đây. Đối với cái dòng máy dầu này bà con về sử dụng bơm nước tưới nước thì nó rất là lợi, nó lợi được một cái, thứ nhất là nó mạnh, nó cái thứ hai nữa là nó mạnh, cái thứ hai nữa là dòng máy dầu này á là siêu tiết kiệm dầu đó. Ví dụ dòng máy xăng bà con chạy một tiếng đồng hồ là một lít xăng đây, ví dụ ha, dòng máy dầu này bà con chạy một tiếng đồng hồ nó chỉ có nửa lít thôi, nó thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn cái dòng máy xăng phân gần phân nửa ha. Và đặc biệt hơn cái là giá thành nó hơi cao, cao hơn máy xăng ha. Đây quay kỹ cho bà con coi ha, đối với cái dòng máy Đài Loan mình á, nó dòng đến từ Đài Loan á thì nó sẽ có số seri nằm đây, số seri nằm đây ha. Đó bà con mình về coi kỹ cái phần này ha. Đó, con này là quá VIP luôn. Nó Vin F30 168 80 80 36 30 6m 3000 gì đó. Nói chung ra là cái dòng tua đó mình nó đọc nó viết chữ nước ngoài gì không mình không có đọc được nghe bà con. Osaka ha, thùng xăng chắc chắn cực kỳ luôn. Đó, dòng máy dầu này bà con xài cực kỳ VIP ha. Đó bà con sử dụng dòng máy lớn thì dùng mua con này. Con này là hút 90 xả 90 ha. Đó, lưu lượng lít của con này là 1200. Nó ngàn hai ốc ác bùm rất là đẹp luôn nghe bà con. Nó động cơ chạy dầu của cái khung nó không nhìn thấy là hoành tráng rồi, heo dầu bét dầu, nó chạy bằng dầu thì phải có heo có bét nó mới chạy nha bà con. Nó đây lượt xăng lượt dầu rất là đẹp luôn nghe bà con. Nó dòng máy này cực kỳ nó quá VIP. Nó ống hơi ống bọng đầy đủ, boe bô lửa này kia chắc chắn này nè. Nó con này bà con nào sử dụng mà dòng máy lớn này hút mạnh hút đẩy xa rồi hen đẩy cao rồi thì dùng mua con này thì hết chảy còn bảy ha. Đó, con này thì hướng dẫn cho bà con cái cách để mà test nổ máy nè. Khi mình muốn cách nổ máy thì mình đè cái cào cò này xuống nha bà con. Nó đè xuống nó dính gì đây ha. Đó thì bà con cầm dây giật, bà con chỉ có kéo thôi. Kéo giống như máy Honda vậy đó. Đó, kéo một cái thì nó sẽ nhảy cái cò, tự động nhảy cò lên là nó nổ nha. Đó, gì rỗng là nó nổ. Nó nhớ bà con nhớ giùm mình ha. Đó, mỗi một lần giật phải đè này xuống này ha. Đó, bẻ cò nó cái. Rồi cầm cái giật này kéo thẳng lên. Nó là nó nhảy cái cò lên nó nổ. Hẹn liền ha. Đó. Động cơ chạy dầu. Con này thì nói chung là khung bọng cũng chắc chắn bao rất là đẹp luôn nha bà con. Đó rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái mã số con này. Đó, con này là cũng là bơm hút chân không đó nha bà con. Đó. Con này là N15 nè. Đó, 15 động cơ chạy dầu ha. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 4.500.000. Đó, hàng Đài Loan, bao ship cho bà con cũng vẫn tặng kèm cho bà con một chai nhớt đồng bình thường ha. Đằng này thì không có tặng Mugi nha, nó không có Mugi đâu mà tặng tiếp mở Mugi nha bà con. Nó anh là 15 giá 4.500.000, hút sâu đẩy xa, nó hút tưới hút bơm ruộng đâu này ha. Tầng này bơm ruộng thì cực kỳ nhanh, đặc biệt thêm một cái nữa là siêu tiết kiệm dầu ha. Đó, động cơ máy dầu thu nhỏ, nó chạy rất là gọn luôn. Đó, bà con mình sử dụng giờ tới giờ lui rất là gọn ha. Đó, con này quá VIP, bà con này đẹp cực kỳ ha. Máy thì thôi khỏi bàn, nó đồ đạc thì cứng cáp liền lạc. Đó rồi, con này là anh là 15 giá 4.500.000, nó động cơ chạy dầu. Rồi tiếp theo mình cũng lên cho bà con một cái con động cơ chạy xăng ha, hút 90 xả 90. Đó, con này cũng đến từ Đài Loan ha. Đó, con này á là đồ đạc là mới tinh nha bà con, chưa xăng chưa nhớt ha. Yamato 8 mắt bề, nó áo yếm liền lạc, đồ đạc thì nói chung ra là chắc chắn 100% luôn. Nó đây lốc Yamato, nó đây nhám luôn ha, nó lốc nhám luôn, cảm biến nhớt là hoàng ha. Nó có cảm biến nhớt nè, cảm biến nhớt này nó rất là lợi hại nha bà con. Khi bà con chạy mà nó bị hụt nhớt á thì nó sẽ tự động nó tắt máy ha, nó tắt máy rồi khi bà con đổ đủ nhớt vô nó mới chạy lại, đỡ được tránh được tình trạng là kể dên lũng lóc ship bạc hư nồng đồ nghe bà con. Nó tránh được cái tình trạng đó ha, rất là hay luôn, rất là thông minh. Nó đồ đạc của nó dày dặn chắc chắn lắm nghe bà con. Này là mới ha, con này là hút 90 xả 90, nó lưu lượng lít là 1200 ha. Nó bà con là sử dụng dòng máy nhanh nè, máy bãi mình cũng có bán, máy mới mình cũng có bán, mình là đại lý của Osaka nên cái giá thành nó bao bà con là giá thành rẻ ha. Đó đây nè, đồ đạc chắc chắn liền lạc luôn ha. Bô thì bô là bô gam bóng nha bà con, nó gam đen bóng nha chứ không phải là bô sơn ha. Nó xài rất là bền, cò là cò OHV nè, chụp cò còn mới tinh lóc lắc rất là đẹp luôn. Mình xăng nói chung là con này chưa xăng chưa nhớt ha, mình quay lên tham khảo cho bà con tham khảo nè. Hút 90 xả 90, bà con nào có sử dụng dòng máy lớn thì vô mua mấy con này ha. Nó quá đẹp, tình bỗng giận luôn. Đó rồi, con này thì mình không có test cho bà con được bởi vì dòng máy mới đâu, mình đâu có dám đổ xăng đổ nhớt vô mà test bà con mình ha. Nói chung máy là bao chạy cho bà con mình cứ yên tâm. Đó, con này là con N16 nè. Con này hiện tại mình đang bán hút 90 xả 90, con này 8 mắt B, lưu lượng lít nó là 1200.
Con này mình bán cho bà con cái giá là 2.800.000. Đó, bà con nào muốn mua dòng máy bãi Nhật bãi á, thì phái Nhật bãi thì mình lụm Nhật bãi, còn không phái Nhật bãi phái máy mới á, thì xài máy mới ha. Muốn bơm bự có bơm bự, bơm nhỏ có bơm nhỏ, cũng bà con mình hết, chứ không có phải là một hai thứ gì chơi. Rồi tiếp theo, đó, tiếp theo mình sẽ lên cho bà con một cái đó, tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con hút 60 xả 60 này ha. Đó, hồi nãy là hút 90 xả 90, này hút 60 xả 60. Đó, con này là size can gì nè, 6.5 PS, GX 200. Đó, con này là áo sống liền lạc ha, hàng từ Đài Loan nha bà con. Đó, hàng từ Đài Loan. Đồ đạc là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin nè. Đó. Máy tên máy là Shigaku gì nè bà con. Đó. Áo yếm liền lạc ha. Đối với dòng máy Đài Loan thì nó có thể số seri nằm đây. Đó, số seri MI ha, 170. Đó, F. Đó, 170F này ha, số seri đàng hoàng này ha bà con. Đó, lóc máy là có số seri đàng hoàng đối dòng Đài Loan. Còn dòng Trung Quốc thì bảo đảm với bà con không bao giờ có số seri này ha. Đó, nên dòng Đài Loan nó có số seri. Mình cái nào mình bán mình nói chân thật cho bà con mình ha. Chỉ cho bà con dừng chi tiết, chi ly kỹ cho bà con mình để cho bà con mình về ha. Chứ không phải mà trên mạng có, trên mạng nhiều cái trang nó rao bán giá có 1 triệu, 6 triệu, 8, 2 triệu, 1 triệu 6, 1 triệu 8, 1 triệu 7 rồi ha. Đối với cái dòng đó là dòng Trung Quốc. Nó dòng này hồng Đài Loan. Nó sẽ có số seri nằm đây, MI170 này ha, số seri lốc nè. Đó, chỉ cho bà con rất là kỹ luôn ha. Đó, đây, áo yếm liền lạc, bơm là hút 60 xả 60 ha. Đó, hút 60 xả 60, khung đồ đèn rất là đẹp luôn ha. Đó, cò là cò OHV nè, bô lửa là bô lửa gam bóng đen nè ha. Đó, bình xăng là bình xăng ngô đen da băng nè hoàng nè. Đó, da băng nè hoàng nha bà con. Đó, lốc mới tinh ha. Đồ đạc là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên zin. Quá mới, quá đẹp. Đó, hàng này là hàng mới bà con mình sử dụng á. À, có cảm biến nhớt luôn này ha. Đó, bà con muốn cần sử dụng cái lần này á thì cứ vô là comment mà mua ha. Đó, bây giờ á là mình sẽ quay cho bà chi tiết cho con. Nếu con này á thì mình sẽ lên cái giá cho bà con mình tham khảo này ha. Con này hàng Đài Loan nên nó là bán rất là bền, chạy siêu bền luôn ha. Nó thứ nhất cái máy nó là chạy tránh được tình trạng mở B. Thứ nhất thứ hai nữa là máy nó cảm biến nhớt, xài lốc dày ha. Nên nó ít bị tình trạng mà bà con giống như mày Trung Quốc bà con chạy thương có bị mình đứt lốc làm hai bể lốc rồi đó là nó ha. Còn thằng này là Đài Loan xài chất lượng cực kỳ. Nó đã qua kiểm định của nhà nước mình, nó là kiểm định rồi. Nó nên mới được cái hàng này, nó cũng đến từ cái hãng Osaka nữa ha. Nó hàng chất lượng. Nó con này là hiện tại là con mã số là nó là 17 nè. Nó N17 nè. Nó N17, con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.200.000 nè. Đó, mới máy thùng luôn ha. Đó, bà con nào cần sử dụng thì mình cứ liên hệ với mình ha. Đó, đây. Rẩy giá 2.200.000. Đồ đạc là nguyên đẹp cực kỳ, máy bóng dòng luôn, đặc biệt có cái số lốc đàng hoàng ha. Đó, dòng Đài Loan thì nó hay được cái chỗ đó đó. Đó, bữa nay thì mình cứ thu ship lên cho bà con được 7 cái máy nghĩa địa Nhật bãi ha. Đó, Honda Rubin Imetsu. Đó, rồi thêm được 3 cái dòng máy mới ha. Một cái là 60, một cái là 90 và một cái máy dầu. Đó, động cơ xăng chạy dầu ha. Đó, bà con nào muốn cần thiết sử dụng thì mình cứ liên hệ trực tiếp với máy nổ Thành Bài Nhật bãi Thanh Bình. Đó, trên màn hình lúc nào cũng có số điện thoại của máy nổ Nhật bãi Thanh Bình ha. Mình cứ lên điện thoại đặt hàng nó, rồi máy nổ Nhật bãi Thanh Bình sẽ gửi về tận nhà cho bà con mình. Đó, để cho bà con mình nó là kiểm tra máy, test nổ máy, nhận máy bà con mới trả tiền shipper ha. Nên bà con cứ yên tâm cái vụ mình lừa đảo lừa lọc hay bà con hay là bán máy không chất lượng gì đó thì không có đâu bà con. Nó bởi vì mình này mình cho bà con kiểm tra hàng trước khi thanh toán mà ha. Đó, rồi. Đó, máy nổ Nhật bãi Thanh Bình xin chào bà con nghe bà con. Hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nghe bà con.